Xin chào tất cả mọi người nha, xin chào các bác. Hôm nay em làm một cái clip em báo giá sản phẩm các loại dao mèo mà dao đi rừng cho các bác nhé. Và cái giá này thì em chỉ là tri ân cho các bác đăng ký kênh của em và cái là thành viên của nhóm HX Dao Phúc Sen và các nhóm của em nhé, hoặc là bạn bè hoặc là khách hàng thân thiết của bên em nhé các bác nhé. Thì hôm nay em làm cái chương trình báo giá này là hôm nay là báo giá cái ngày 17 tháng 4 năm 2022 nhé các bác nhé. Và cái giá này chỉ có trong ngày hôm nay thôi các bác nhé. Đây, đầu tiên là em giới thiệu cho các bác cái sản phẩm M28NC này nhé các bác nhé. Đây, nó hơi đây, M28NC này, M28NC nhá. Cái lưỡi của nó là chiều dài của nó là vào 28cm. Cái lưỡi thì được rèn từ thép nhíp ô tô nhé mọi người nhé. Đây, em xoay cho mọi người xem một vòng này. Đó. Đây, cán gỗ cẩm chỉ này, khâu chốt inox. Vỏ cũng là vỏ gỗ cẩm chỉ luôn. Và cái giá mà em đưa ra hiện tại là cái giá này em bán là 590.000 nhé mọi người nhé. 590.000 với sản phẩm này, những cái sản phẩm này là không lỗi gì nhé, không lỗi lầm gì đâu nhé mọi người nhé. Đây, em bán là không phải là em bán giảm giá những sản phẩm lỗi đâu. Bên em bao giờ cũng đưa cái tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm lên trên hết, cho nên là không có giảm giá sản phẩm lỗi nhé. Đẹp vẫn bán giá giảm giá bình thường. Đó, con này có giá là 590.000 nhá. Chiều dài lưỡi của nó là vào 28cm, khá là nặng, rơi vào khoảng 600 đến 800g khoảng này đấy, khoảng đấy thôi. Sản phẩm thủ công mà. Thì con này mình có thể để chặt gỗ này, phát quang này, đấy, đi rừng các thứ là ok, đào đất các thứ ok. Con này là 28, tương đối là khá dài một chút, nhưng mà nếu mà ai mà dùng lực nó hơi nặng ấy, thích dùng cái công việc nó khá là nặng thì mình nên sử dụng con này thì ok. Nhá. Những cái dòng sản phẩm này đều là 28 cả thì nó sẽ phù hợp với những người mà sử dụng cái hơi nặng một chút. Đấy, ví dụ như là chặt những cái loại gỗ khá là to, nhỏ cũng được. Nói chung là nhỏ cũng được, to cũng được. Nhưng mà khi mà cái size nó to hơn như vậy thì nó sẽ tối ưu hơn những cái con nhỏ ở chỗ là nó sẽ chặt được những cái loại cây to hơn nhá. Có con nhỏ thì không làm được cái việc đó đâu. Còn đương nhiên cây to thì nó lại làm được những cái việc của con nhỏ nhá. Rồi, con này là con M28 NC này, để em cho vào bao luôn cho anh xem này. Đó. Rồi nhá, em sẽ để đây đã. Ok. Con này là cũng con M28 NCD. Con này thì nó cũng không khác gì cái con lúc nãy em vừa giới thiệu đâu nhá mọi người nhá. Không khác gì mấy đâu ạ. Rồi nhá, nó chỉ khác là cái khâu nó bằng đồng, chốt bằng đồng vàng thôi. Đây, về cân nặng các thứ nào nó giống như nhau, chức năng như nhau nhá. Con này hiện tại em đang bán là giá là 640.000. Giá này dành cho anh em đăng ký kênh, dành cho là thành anh em là thành viên của em. Đó. Đây, em sẽ trao vào đây. Đấy, đẹp không? Đây là tổng thể này. Đó. Em lật hai bên luôn này. Không có lỗi nhá mọi người nhá. Để xem này. Tỉ mỉ như này luôn. Bên em là không có bán hàng lỗi nhá, không phải là giảm giá hàng lỗi đâu ạ. Khi nào giảm giá hàng lỗi thì bọn em sẽ nói là hàng đã bị này bị kia thôi. Ok. Đó, tiếp theo là con này. Con này là con M28 MBC. Cũng tương tự như vậy thôi, nhưng mà nó chỉ khác nhau là nó cũng tương tự như vậy thôi nhá. Nó cũng tương tự như vậy thôi, nhưng mà cái kiểu của nó làm nó khác đi một chút. Kiểu nó làm đi khác đi một chút. Ở đây nó có một cái mẫu đây này, anh thấy không, mọi người thấy không? Có cái mẫu này này. Đó này, nó có lỗ để luồn dây các thứ này. À, nó chỉ khác thế thôi, về kích thước lưỡi, trọng lượng lưỡi nó giống như nhau. Đều là mèo 28 cả. Cán gỗ cẩm, khâu đồng vàng, chốt đồng vàng nhé mọi người nhé. Đây. Bên này thế này, đẹp không? Cái con này thì nó làm tỉ mỉ hơn, nhưng mà bên em hiện tại là cũng bán giá ngang cái con này luôn nhá. Con này giá 640 thôi. Đó, 640 nhá. Các bạn nào lấy thì inbox em nhá. 640 này, hàng bao đẹp nhá này, mọi người để ý vỏ này. Ok, bao đẹp luôn nhá, không có lằng nhằng nữa nhá, không phải là hàng lỗi rồi mới bắt đầu giảm giá từ đâu, đẹp luôn ạ. Đây, em cho vỏ cho mọi người xem luôn. Đây, đây nhá. Con này là mã là M28 MBC nhá, 640.000. Đó. Và cái giá này em chỉ dành cho những người là thành viên của nhóm em, bạn bè hoặc là khách hàng thân thiết của bên em thôi nhé. Nói chung là có nhiều cái chương trình tri ân, con này cũng vậy. Con này thì nó cũng thế thôi, như nhau cả.
M28 cả, mèo 28 nhé, mọi người nhé, để ý này. Đó, mèo 28 này, lưỡi 28, lưỡi dài 28, đập rèn từ thép nhíp ô tô này. Đây. Nhưng mà con này có đặc trưng là nó khác một chút là cái vỏ nó vuông nhá. Cái vỏ nó vuông, đây, vỏ nó vuông đây. Hình dáng của nó là hình dáng vỏ nó vuông. Cũng là gỗ cẩm chỉ cả. Khâu đồng gỗ cẩm chỉ, nó chỉ khác con này một tí thôi. Đấy, con này là vỏ nhọn. Con này vỏ vuông. Là nhiều size hơn để các bác có cái lựa chọn cho mình thích cái nào thì mình chọn cái đấy. Ok. Đấy, con này là có M28 VCD, M28 VCD. 640.000 nhá. Tương tự con này cũng thế. Con này thì nó không khác một chút là nó cái khâu chéo, mọi người thấy không? Mọi người để ý thấy không? Cái khâu này là khâu đồng vàng nhưng mà khâu nó là khâu chéo, vẫn là dao 28 nhá, đây. Khâu này nó cái khâu chéo đây. Chốt đồng vàng. Đó, đồng vàng này, cán gỗ cẩm chỉ đẹp không? Hoa văn lên đẹp nhá. Đấy. Đó đây. Đây là vỏ vuông nhá. Đây, mọi người xem này. Đó, con này cũng có là mã của nó là M28DC nhá, M28DC 640.000. Em giới thiệu nhanh thôi vì nó giống nhau mà. Đây, bốn con này nhá. Bốn con này giống giá nhau nhá, 640.000 1 2 3 4 đây. Các bác có nhu cầu liên hệ đến số điện thoại 0987240733 hoặc add Zalo của em nhé. Cái nhóm sản phẩm, những cái sản phẩm này là cái giá này là em chỉ dành cho là các bác đã đăng ký kênh của em thôi, là nhóm thành viên thôi, là khách hàng thân thiết thôi. Còn con này là con M28DD. Đây. M28DD đây. Con này bây giờ trên thị trường nó phải 1 triệu hơn. Khoảng 1 triệu hơn đấy, 1 triệu 2 đấy. Đó, tỉ mỉ đẹp đẽ luôn nhá. Nó chỉ khác nhau về cái kiểu dáng vỏ, kiểu dáng lưỡi một chút thôi, nó vẫn là M28, tức là mèo cái lưỡi 28 trọng lượng nó như nhau nhá, cái kích thước như nhau. Đây, đẹp không? Đó. Con này là con hot nhất hiện tại. Và bên em bán với giá là 710.000. Con này trên thị trường hiện tại nhá là phải tầm khoảng 1 triệu 2 đến khoảng 1 triệu 4 đấy nhá. Em nói thẳng luôn. Đấy, bác nào mua thì Zalo cho em, inbox cho em luôn nhá. Đó. Lâu lâu em mới có làm những chương trình giảm giá như vậy thôi, cho các bác thích mua thôi. Hàng không lỗi nhá. Em báo trước là hàng không lỗi đấy. Còn để ý đấy. Cán các kiểu này. Đẹp zin luôn nha, không lỗi chứ không phải là hàng lỗi là em giảm giá đâu ạ. Tri ân cho các bác là phải hàng đẹp. Đó, con này nhá, con này có mã là M28DD, có giá là 710.000. Các bác nhanh nhanh inbox cho em nhá. Ok. Con này cũng tương tự như vậy. Con này tương tự như thế, con này là M28D. Đó, đẹp không? Không phải là em quảng cáo để làm gì đâu. Có sao nói vậy này, các bác xem lưỡi nhá. Đó, nhìn kiểu dáng này, cho bác xem qua trước này. Đấy chưa? Đây, lưỡi này, đẹp không? Kiểu dáng lưỡi này. Ok. Rồi. Cái này em chỉ dành cho là khách hàng hoặc là các bác là thành viên của em thôi nhá. Đây, vỏ đây, em sẽ cho vào luôn cho bác xem. Đây. Rồi. Đó. Đây nhá, con này có giá là 710.000 nhá. Cực đẹp luôn nhá. Giá này giá tri ân. Giá này giá tri ân, giá cho các bác đã quan tâm đến cái kênh của em, đăng ký kênh của em này, là thành viên của nhóm của em, các nhóm của em là bạn bè trên các thì của em với cái số lượng giới hạn thôi. Đây là những cái sản phẩm ở trong clip này thôi nhá, các bác nhá. Đó. Và hàng có sẵn luôn ạ, các bác đặt phát là có luôn nhá, gửi luôn nhá. Đó, ai chốt nhanh hoặc thanh toán sớm cho em thì em nick luôn, cho đi luôn. Chứ không có nhiều trường hợp ba bán là giá rẻ như vậy rồi bán cho các bác, nhiều bác á đặt mua xong đến nơi không lấy lại phí cái cơ hội cho các bác khác. Cứ bác nào mà chuyển khoản chuyển cho em tầm 50.000 thôi hoặc 100.000 cũng được, không vấn đề gì cả. Bởi vì là em cần đảm bảo là cái tính chắc chắn là các bác mua các bác lấy ấy, là các bác cứ chuyển khoản trước cho em tầm 100.000 cũng được để đảm bảo nhá. Còn như thế thì nó nhanh hơn cho dễ, bởi vì là cái số lượng nó có hạn thôi chứ em không có làm nhiều để khuyến mãi nhiều đâu, không phải là giá này là lúc nào cũng giá như vậy đâu nhá. Đó. Đây nhá, đây nhá. Rồi ok, này, toàn hàng đẹp cả này. Đây cũng là một cái con mun này. Con tương tự như con này. Nó cũng giống nhau thôi. Nó chỉ khác là đây là cái vỏ mun thôi nhá mọi người nhá. Khác về chất liệu gỗ. Đây, khác về chất liệu gỗ đây. Khác về chất liệu gỗ. Đấy, khác nhau về chất liệu gỗ. Đây là cán gỗ mun nhá mọi người nhá. Mun này, đây mun này, bọc dây mây, thắt dây mây hết này.
Đây là khâu đồng đỏ này. Đó, mọi người để ý thấy không? Đẹp đúng không? Đó, kiểu dáng đẹp không? Đông linh luôn này. Rồi, ok nhá, em cho nhét vào cho mọi người xem tổng thể của nó. Làm tỉ mỉ lắm nhá, không phải là hàng vớ vẩn đâu ạ. Đây, thấy chưa? Con này có giá là 800.000 nhá mọi người nhá. Gỗ mun đắt hơn gỗ cầm chỉ. Đấy, em nói thật luôn, em chia sẻ luôn. Đơn vị em đang làm cho nên là làm ra cho nên là biết mà. Đấy, mun đắt hơn cầm chỉ, nó đắt hơn. Do giá thành gỗ nó đắt hơn. Nhá, con này là 800.000. Tiếp theo là con này. Đấy, con này là M28DX nhá mọi người nhá. Mã là M28DX này. Đấy, 800.000 luôn nhá. Làm nó khó lắm ấy ạ, mọi người ơi. Làm khó lắm. Không phải đơn giản đâu. Đây. Mọi người cứ nhìn qua dao nhá, nhìn qua dao này, nhìn rồi nhìn qua cán này, rồi nhìn qua các khâu này, rồi nhìn qua vỏ này. Đấy, thấy cái độ tỉ mỉ của nó thì mọi người có thể là đánh giá được ngay. Nhưng mà con dao này nhá, là em bán hiện tại là bán trong clip này là có giá là 800.000 nhá. 800.000 ạ. Đây, khâu gò hết này, thấy không? Đấy, ai mỗi người thích một kiểu mà. Mỗi người thích một kiểu. 800.000 nó vỏ nhá, đẹp. Hàng này em nói lại một lần nữa nhá, hàng của em là hàng này hàng đẹp nhá, chứ không phải hàng lỗi nhá. Hàng đẹp zin luôn nhá, em đút vào vỏ cho mọi người xem qua. Không có nứt một tí nào nhá mọi người nhá. Đó. Đây, đây là tổng thể của nó đây. Đây ạ. Thấy không? Đấy, kít luôn này, thấy không? Đấy. Đó nhá, mọi người xem qua này, đây là tiết dây mây nhá. Đây, tiết dây mây này, đấy, rất là chi tiết, rất là cẩn thận nhá. Đây là hàng thủ công 100% đấy. Rồi, con này có giá là 800.000 nhá. Giá này quá đẹp luôn ạ. Cái giá này bình thường ở trên thị trường mà một con như này là giá nó không rẻ này đâu. Mà hàng đẹp như này để giá này thì không nhiều đâu. Em nói thẳng với các bác thế. Đây nhá, vẫn là lưỡi, vẫn là 28 nhá. Tất cả các mẫu ở đây đều lưỡi 28 cả. Rồi, để tránh mất thời gian thì em làm nhanh thôi. Làm nhanh cho các bác luôn. Đó. Làm nhanh cho các bác luôn nhá. Đây, con này là con M28NC này. N28NC nhá, con này nhá. Đây, đây là cái sống trúc. Đây là cái sống trúc. Các bác để ý này, lưỡi này các bác nhìn qua chút nhá. Cán với vỏ thì bằng mun nhá. Chốt đồng vàng. Em lật qua hai bên luôn này, các nhìn thấy luôn này. Đó, lưới được rèn từ thép nhíp ô tô nhá. Cán ốp phun tang. Đây, sống này đẹp không? Thẳng tâm tắp này. Rồi, vậy em sẽ cho ở đây trước. Cũng không có hàng này, không có không, hàng này không phải hàng lỗi nhá, hàng đẹp chắc. Đây. Quay cho nó chi tiết cho các bác xem. Đấy không ạ? Đây này. Con này có giá là 900.000 nhá, bởi vì tại sao nó đắt hơn con kia, bởi vì là làm cái sống trúc này mất thời gian lắm, em nói thẳng luôn cho bác cho dễ. Không các bác lại bảo là đấy, thế này thế kia nó khó. À con này nó có cái khâu này cái gỗ này nó có bị vỡ đi một tí này. Đấy, em nói thẳng luôn. Con này hơi bị lỗi nhỏ một tí nhưng mà cái này không vấn đề gì đâu nhá. Con này bình thường nhá là bọn em bán là 1.200.000 đấy. Đấy, hoặc là trên thị trường thì nó còn đắt hơn cơ. Vì làm cái công làm nó rất là khó. Mất công lắm. Rèn ra một con dao xong rồi làm gỗ như này, làm tỉ mỉ như này đấy, mất công. Con này lỗi đây một tí nhá, em nói trước luôn. Đây lỗi đây một tí là nó bị bà đây một tí thôi, một giọt thôi. Con này có giá 900.000 nhá. Đây em mở ra cho các bác xem một lần nữa. Ok. Những cái dao mà mèo 28 này mình đi chặt củi, chặt cây các kiểu rất là phê luôn. Bởi vì dòng nó khá to mà nó thái thịt, chặt xương này, mọi thứ đều ổn, nó đa năng. Đấy. Nếu mà ai mà cần có nhu cầu dùng đến những cái sản phẩm mà hoặc làm những cái công việc nó khá nặng nhọc một chút thì nên chọn M28, mèo 28, size 28 là sẽ đẹp hơn. Còn size nhỏ hơn ví dụ như là 25 này khoảng 20 hoặc 15 ấy thì nó nhỏ nhỏ thì lại phù hợp cho những cái việc là mình đi mình chỉ cắt tỉa thôi, chẳng hạn mình đi du lịch hay là mình cầm đi theo một tí để tỉa hoa quả để cắt hay làm những cái việc nó phụ một chút thôi thì được. Còn những cái con này là có thể phang phập luôn luôn nhá, đào đất rồi là chặt cây to kiểu phang luôn nhá. Còn con này là con M28ST này. M28ST này. Nhá, M28ST. Con này có giá là 950.000 này, con gỗ cẩm, cái cán của nó cũng là phay sống trúc luôn. Đây nhá. Đây nhá, đây. Ok không ạ? Cũng là M28 mèo 28 cả, nhưng mà kiểu nó kiểu vỏ nó là vỏ cẩm chỉ nhá, đẹp không? Mượt mà luôn này.
sống trúc này. Con này là có giá là 950.000 nhá. Bởi vì làm rất khó cái gỗ này, để chọn gỗ không nứt rất khó luôn nhá. Em nói thẳng với các bác thì luôn, không nứt rất khó nha. Gỗ mà không nứt là cực kỳ khó luôn ạ. Gỗ cẩm chỉ cái đặc thù của nó là nứt rất nhiều. Để chọn được gỗ như này thì với giá này thì khó đấy. Và đây là con này không có lỗi lầm gì nhá mọi người nhá. Em cho luôn này. Đó, khóa vào này, thấy chưa? Không có lỗi lầm gì nhá. Đẹp miên man luôn. Con này có giá là 950.000 nhá mọi người nhá. Ok. Tiếp theo là một con M28S. Đây. M28S đây. Đẹp không? Em thích thiết kế cái kiểu này là nó thiết kế hiện đại chút. Nó liên quan đến cái vấn đề là nó có da này, hai bên có da ốp da, nhìn nó hiện đại hơn mà nó nhìn kiểu nó chất chất hơn một chút đây. Đó. Ok, để cho các bác xem kỹ này đấy. Lưỡi này thấy không? Đấy, đây nhá, bên này nữa này. Đó. Nhìn cho các bác mặt hai mặt thôi. Đây là cán sắt nhá. Anh em mà thích cán sắt. Đấy, bên này thế này, đấy, chưa làm bằng da nhá. Cán sắt. Đây là cán sắt nhá, khâu là bọc vào da, bởi vì cán sắt nó hay bẩn mà nó hay dỉ ấy. Thì mình không mình phải bọc da vào cầm nó êm hơn, êm tay hơn. Đó. Đấy nhá. Đây là cho ở đây này. Đấy, mọi người thấy không? Vỏ làm rất kít này, thấy không? Đấy, cho này là tổng thể của nó là như này. Con này có giá là 800.000. Đó, đây là giá tri ân nhá. Giá cho anh em, những cái người đã từng đăng ký kênh của em này, hoặc là những ai mà chưa đăng ký kênh của em mà đăng ký kênh của em thì cũng được hưởng cái giá này luôn nhá. Là thành viên nhóm, là bạn bè, là khách hàng thân thiết. Đó, hôm nay em chỉ giới thiệu với tất cả mọi người bằng này sản phẩm thôi. Bằng này sản phẩm. Đó. Mọi người có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0987 20 0733 nhé. Đây nhá. Đó. Giá thì em đã niêm yết ở trên cái clip này rồi. Clip của em đến đây là kết thúc thôi. Chúc các bác một ngày mới an lành, có nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui nhé các bác nha. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nha. Cảm ơn các bác, chào các bác.